Dạ vâng, em số 7 đăng này xin chào toàn thể các bác có liềm đam mê yêu thích luồng mật trên toàn cả nước. Thì hiện tại đang trong cái quá trình đóng hàng và gửi hàng cho các bác trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu cho các bác là về hai cái mẫu thùng nuôi ong bên cơ sở nhé em. Đấy, hiện tại đợt này thời gian này thì các bác đang đặt cái mẫu thùng ghép khá là nhiều. Đấy, bởi vì giá cả của nó rẻ và cũng như chất lượng của nó khá là cao. Đấy, đi chi tiết về từng cái mẫu thùng để cho các bác nào mà xem cái video này muốn đặt hàng thì các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, đầu tiên thì giới thiệu cho các bác là về cái mẫu thùng ván ghép này. Nguyên liệu của nó thì được làm bằng gỗ gạo các bạn. Gỗ gạo đã được xử lý ngâm rất là kỹ rồi. Đấy, ngâm kỹ thì nó sẽ có ngả sang cái màu gọi là lâu lâu này các bác này. Để nó ngấm nước đủ mà. Đối với cái hàng này thì về các bác sử dụng cái thứ nhất là nó sẽ không bị mối mọt. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ không bị cong vênh. Còn thùng ván ghép thì nhà em chỉ ghép phần thành thôi. Còn phần lắp này vẫn để nguyên cho các bác. Còn giá cả của nó thì về cái mẫu thùng ghép này là 140.000 đồng. Trong đó là chưa bao gồm các phí vận chuyển. Về thùng ghép thì đây ghép phần thành này các bạn này, ghép cái phần thành này thôi. Nhưng mà ghép thì nhà em sẽ để một cái chỉ ở giữa đây, đấy xoay nhân ghép chỉ nói chung là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 phân thôi. Đoạn 5 phân gọi là gỗ tận dụng mà. Đấy, ghép ở bên trên đây ba đóng chỉ vào thì nó coi như là một cái thùng liền. Khi các bác mở hàng ra ấy, thì về phía bên trong này các bác mới nhìn thấy cái đường chỉ ghép nó như cái sợi tóc này. Đấy, còn làm thì rất là kỹ rồi. Còn cái mặt trước này vẫn là mặt liền đấy các bác nhé. Đấy, mặt liền. Và phía sau cũng thế. Nó chỉ ghép đúng phần thành này thôi mà nó rẻ được 20.000 đồng. Thì các bác lên lựa chọn làm sao mà cho nó phù hợp. Còn hàng thì bên em gửi hàng đi thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Làm sao các bác yên tâm. Đấy, cũng nói luôn là các bác mua hàng thì các bác được kiểm tra. Đấy, nhiều bên cơ sở là người ta sẽ ghép luôn ở đây này. Đấy, ghép luôn ở phần này. Đấy, người ta bán với cái giá thùng liền 150 cho tới 160. Đấy thì nó sẽ đắt hơn. Nhưng bên cơ sở em nào sản xuất được ra thì cứ làm sao nói nào làm vậy. Đấy, các bác có thể thấy là nó sẽ chỉ có một cái đường bằng sợi tóc này. Đấy, bằng một sợi tóc ghép đây. Đấy, soi ván hết rồi nên là các bác yên tâm. Nó rất là chắc. Đấy, còn hàng này thì số lượng của bên cơ sở đợt này thì sẽ mua nhiều cái loại gỗ nhỏ về để làm nhiều cái thằng thùng ghép này để phục vụ cho các bác. Còn kích thước nói rõ cho các bác để các bác đặt hàng tránh bị nhầm lẫn này. Kích thước của nó, chiều dài của nó là 42,5. Đấy, còn chiều rộng của nó là 26. Chiều rộng này thì khi các bác lui thì thường thường là sẽ được 5 cầu. Bỏ thước, bỏ vách ngăn ra là các bác sẽ lui được 7 cầu. Đấy, đối với đặc tính của con ong lội thì nó chia đàn rất là mạnh. Đấy, thường thường thì các bác lên tầm khoảng 4 đến 5 cầu là trong cái thời gian khai thác mật khá là ổn định rồi. Đấy, ví dụ các bác muốn lên nữ ấy, thì các bác có thể là bỏ thước, bỏ vách ngăn ra. Đấy, lui được 7 cầu bên trong. Còn về cái phần ván đáy ở bên dưới là bắt buộc là phải ghép rồi. Đấy, thường thường là bên nhà em sẽ làm tầm khoảng 3 đến 4 tấm. Đấy, ghép như thế này thì nó tránh cái tình trạng mà co gót gỗ nó bị vênh cái phần đáy. Nếu mà làm một mặt thì cũng được thôi nhưng mà nó bị vênh là về các bác là sử dụng rất là khó. Ở đây là về cái mẫu thùng ván ghép này. Đấy, giá cả của nó là 140.000 đồng. Đấy, quy cách làm thì nó cũng như thùng liền. Đấy, nó chỉ có ghép hai bên thành thôi. Đấy, đằng sau thì nó có cửa thoát gió. Còn về thùng liền thì giá của nó vênh là 20.000 đồng trên một thùng nhá các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý. Đấy, vênh 20.000 đồng thì thùng liền thì nó sẽ liền hết. Đấy, từ cái phần này liền lên nhưng phần đáy nó vẫn ghép nhé. Đấy, lắp cũng liền. Quy cách thì nó vẫn như là cái mẫu thùng ghép thôi. Đấy, kích thước tiêu chuẩn của nó là dành cho ong lội. Đấy, còn về thùng ong thì các bác muốn mua giảm cái tiền cước ấy, thì các bác lên tham khảo là cái thứ nhất là các bác mua ví dụ cái thùng ong này người ta đang tính là 7 cân trên một cái thùng như thế này. Đấy thì các bác có thể là bỏ cầu hoặc là bỏ chân tầng hoặc là mũ bảo hộ, áo liền mũ các kiểu. Đấy, bình xịt khói. Đấy, các bác bỏ vào thêm được bao nhiêu thì bên cơ sở là sẽ rút cái giá tiền cước khi các bác mua phải chịu. Ví dụ như là con dao chẳng hạn, cả tiền cước thì nó là 100.000 đồng thì khi các bác mua kèm theo thùng thì nó chỉ còn 70 thôi. Đấy, các bác làm sao mà cân đối bởi vì cái thùng nó sẽ chịu cước hết rồi. Còn về hàng ấy, thì đối với các bác nào mà ở xa ấy, thì bên cơ sở nó sẽ gửi bưu điện. Còn các bác nào ở trong nội tỉnh, ví dụ Bắc Giang chẳng hạn này, hoặc Hà Nội, các bác đặt số lượng nhiều thì bên cơ sở gửi chuyển tận nhà. Thì ở đây các bác có thể thấy đây là một cái xe lôi này. Đấy thì có một người ở xã bên, đấy sang xem thùng ong thấy đẹp thì bây giờ em lại chở đi. Đấy, ví dụ ở gần gần thì em chở được, các bác hỗ trợ một chút tiền cước là em chở. Đây. Đấy, ba cái đặt là 50 cái thùng ván ghép này. Đấy, 50 thùng ván ghép tính ra thì nó cũng rẻ lắm. 50 thùng thì chỉ có 6 triệu thôi. 6 triệu mà ví dụ các bác mua cái thùng liền ấy thì nó sẽ vênh lên là ví dụ 50 thùng là sẽ vênh lên 1 triệu này. Đấy, 1 triệu mà nó vẫn cứ quy cách như thế. Đấy, đối với các bác nào mà nuôi trại ong lớn ấy, thì các bác lên tham khảo là sử dụng cho mình là cái mẫu thùng ghép. Đấy, em cũng tư vấn thật. Đấy, giá cả của nó rẻ. Khi các bác bán ong giống thì có cái lợi nhuận của cái thùng. Còn đối với bác nào mà nuôi ví dụ số lượng ít chẳng hạn đấy, hoặc là trong hội ong thì các bác muốn cái thùng của mình đẹp hẳn thì các bác có thể là sử dụng thùng liền. Đấy, thùng liền thì nó vênh lên 20.000 đồng trên một thùng. Đấy, các bác lưu ý đặt hàng nhé. Còn hàng bên cơ sở em thì sản xuất xưởng lớn rồi, đâm ra các bác yên tâm. Vào mùa nào đi lữa thì nó cũng không thể thiếu được cái thùng ong.
cái thùng ong cũng là cái công đoạn mà cái mặt hàng chính ở bên cơ sở là gửi đi cho các bác. Các bác có thể thấy là một ngày đóng rất là nhiều như thế này. Đấy, được sự tin tưởng ủng hộ của các bác. Đấy, lời nói thì cuối cùng thì cũng xin cảm ơn toàn thể các bác. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì các bác liên hệ cho bên cơ sở em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.